Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha. Mới ha. Được chưa? Đây, tầng rờ đó đây. Vita chép bát quân tổng. Cô thì biết delay thì vợ biết bát nó chép thôi. Ok chưa? Biến phát xíu. Rồi, thì bên trong của bác mà. Đây tầng rễ nó biến thoát xuyến thôi. Đây thì biến thoát xuyến chạy nguồn 32 V. Đây bên trong mang đây ngõ nhỏ, đây là công suất. Ok ha, ngõ ra lo. Thì đối với cái mẫu mạch này á, thì công suất của nó là 200W 8A, 400W 4A. Cho phép mình tải loa 4 tắc đôi, 5 tắc đôi hoặc là 3 tắc đôi. Còn loa đơn thì 3, 4, 5 tắc đơn. Ok, thì ở đây mình đã lắp sẵn và test với cái thùng 4 tắc đôi ha. Đây. Ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành lòng người bước qua sương mù,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ.